Xin chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với lại chuyên mục Yêu Cây Xanh của Bút Mực, đến với vườn lan ý của mình. Đây là những cây lan ý mình trồng ở trên tầng thượng. Có rất nhiều bạn hỏi tại sao bạn trồng nó lên xanh tốt như vậy mà hoa nó nhiều như vậy. Đây các bạn thấy là những cây này hoa nó cũng lên này, rất nhiều nhiều hoa. Thì cây này nó sẽ có 4 cái hoa luôn. Cây nào nó cũng có hoa các bạn nhé. Đây là cây này cũng 4 hoa luôn. Đấy, 1, 2, 3, 4 này. Những cây nào nó cũng lên hoa. Có nhiều bạn thì hỏi tại sao vườn của mình thì trồng nó lại không ra hoa mà nó chỉ lên lá tốt thôi. Như vườn của mình đây trồng cây nào, bụi nào nó cũng lên hoa. Lên hoa rất là đẹp luôn. Đây các bạn thấy là mùa này thì nó lở trắng vườn luôn các bạn. Đấy, nó lở trắng vườn luôn. Đây cây nào nó cũng có hoa. Mà rất là nhiều hoa luôn. Đấy. Đây. Đấy. Cây nào nó cũng có hoa trắng luôn. Rất là nhiều hoa. Và nó luôn lên xanh tốt, những cái lá nó rất là to. Đấy, đây các bạn thấy là hoa của nó lên. Rất là nhiều hoa luôn, bên này cũng vậy. Cây nó rất chi là nhiều hoa. Đây, hoa cây này cũng hai cái hoa, ba cái hoa, ba thân to thì đều lên hoa cả. Và dưới này nó cũng đang lên rất nhiều cái mầm, rất là xanh mướt luôn. Và trồng vào nó sẽ lên xanh tốt luôn. Đây, các bạn thấy nó lên xanh tốt to. Đây, rất là nhiều. Và những cây trong này vậy, các bạn xem này, này hoa này, hoa to luôn và cây nào cũng ra hoa luôn. Hai ba hoa, mỗi một chậu này nó lên hai ba cái hoa luôn này. Những mầm hoa rất là đẹp. Đây, đây cũng vậy. Không một chậu nào không ra hoa cả các bạn, gần như 100% nó sẽ ra hoa. Đây, những cây này lên hoa rất là to đẹp. Những cây hoa này, những nhỏ này cũng ra hoa hết các bạn nhé. Đây, cũng mập hoa luôn. Đây, những cây này cũng đang ra hoa hết luôn. Đây, như cây này 3-4 cái hoa. Rất là nhiều hoa. Không một chậu nào không ra hoa cả. Mà hoa với lá nó lên rất to và đẹp. Vậy thì trồng thế nào vào trong chậu mà để trong nhà nó luôn xanh tốt. Nó xanh tốt mướt quanh năm luôn. Thì hôm nay mình cùng với các bạn đi trồng một cái chậu, sau đó để vào trong nhà xem nó thế nào. Mời các bạn cùng xem. Như các bạn thấy đây là một cái chậu nhựa bình thường. Mình sẽ sang đây là một cái chậu mà cái cây này nó đã có hoa rồi. Cây này thì có 4 cái mầm, 4 cái thân. Thì cây này tới thì sẽ 4 cái này nó đều ra hoa rồi. Thế thì mình sẽ trồng cái chậu này nó vào đây. Thì cái chậu này thì nó rất nhiều cái rễ ở bên dưới các bạn. Các bạn có thể tách nó ra để đưa, lấy cái chậu này nó lên. Sao nó đẩy cái rễ nó lên. Đôi khi lấy cái chậu này thì nó cũng hơi khó một tí vì nó cuốn cái rễ này, chúng ta phải cắt nó đi. Chúng ta phải bỏ bớt cái rễ này đi thì cái chậu này nó lên cái rễ mới. Để chúng ta lấy nó ra. Các bạn không lo nó chết đâu, vì cái giống này nó như cái giống khoai, nó sống nhờ cái củ ở bên dưới này là chính thôi. Chứ còn cái mầm này thì nó lên, cái mầm này nó đang ra mầm này. Mình sẽ giật nó lên. Đây, đây các bạn thấy là được một cái chậu như thế này. Chậu này thì có 4 cái hoa. 4 cái hoa có thể là mình trồng thì mình sẽ tỉa bớt cái lá này đi. Để cho nó đảm bảo cái độ thoáng và sau này nó lên cái mầm nó sẽ ấy hơn. Ra nó sẽ mập hơn. Và cái chậu này thì có thể là như thế này thì cái góc này nó sẽ hơi lệch. Mình sẽ chỉnh nó sang một cái góc. Mình sẽ chỉnh để cho nó đây. 4 cái cây đây. Có thể là mình lấy thêm một cái cây nào nó đang ra hoa nữa các bạn. Có thể là chọn đây, mình sẽ chọn một cái cây này đi. Nó đang có hoa và có mầm rất là đẹp. Mình sẽ đánh nó ra. Mình sẽ tách tỉa nó ra. Cái này hoa của nó thì sẽ rất là bền các bạn. Mình sẽ rũ cái cây này vì cây này nó đã ra hoa rồi. Ra hoa. Trước hết là cái này thì nó hơi sâu các bạn, thì mình sẽ cho cái giá thể của mình xuống dưới một chút, cho cái giá thể xuống dưới một chút và mình cho một ít cái phân hoai mục xuống. Các bạn có thể dùng những cái phân trùng quế hoặc là phân gà, phân gà lén khô. Sau đó mình đặt cái cây này vào. Nó sâu lắm.
cây này thì mình cho vào cái góc khuyết này các bạn, cho vào cái góc khuyết này để làm sao là nó lên thành cái cây nó cái cây này nó rất là dễ lên luôn các bạn, mà đánh mà càng để mất ít rễ càng tốt các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cho cái giá thể này vào, các bạn có thể là cho là cái sơ dừa, những cái sơ dừa các bạn cho là tốt nhất, sơ dừa hoặc là cái chấu hun. Chấu hun các bạn mua ở những cái hiệu cái chỗ mà bán hoa cây cảnh, vật liệu hoa cây cảnh nhà vườn này, thì chúng ta sẽ đưa nó vào, chúng ta trồng nó sẽ lên rất là đẹp. Như vậy chúng ta được một cái chậu tương đối là đẹp. Sau khi trồng thế này rồi các bạn, thì chúng ta sẽ cho cái sơ dừa, chúng ta sơ dừa nghiền, chúng ta phủ lên trên. Đây là cái bao sơ dừa nghiền. Sơ dừa nghiền chúng ta phủ lên trên, này. Nó vừa đảm bảo cái độ đẹp, trông nó đẹp đi. Hai là nó giữ ẩm các bạn. Ba là trông cái độ mỹ thuật, chúng ta khi ngồi uống nước, chúng ta trông vào cái sơ dừa này, nó chúng ta không cảm giác thấy nó bẩn. Nó giữ nước lại rất là tốt các bạn. Chúng ta chèn nó vào. Và khi chúng ta tưới thì chúng ta nhìn thấy sơ dừa này nó ẩm lên là được. Nó thấm nó đủ ẩm lên là chúng ta thôi. Nó khô thì chúng ta lại tưới vào. Trông cái màu vàng của cái sơ dừa này nó cũng rất là bắt mắt các bạn. Lá mà nó xấu thì chúng ta tỉa nó đi, lá nó xoăn xeo chúng ta tỉa nó đi, thì sau chúng ta xây dựng cái bộ lá mới, nó lên cái bộ lá mới. Cái này thì nó ra hoa nhưng mà nó vẫn tách cái mầm ra, để một bên nó ra cái mầm mới và một bên nó ra hoa, một bên nó dưỡng hoa nhưng một bên nó vẫn dưỡng cái mầm mới, thì chúng ta thấy là nó lên vẫn rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy là cái nó lên sau những cái này mầm nó lên rất là mỡ như thế này, thì sau nó lên là nó rất là tốt luôn. Cây này nó hoa nó rất là đẹp các bạn. Với cái lan ý này thì các bạn để như thế này, các bạn để cái phòng làm việc, hoặc là các bạn để ở cái bàn sách, bàn học, các thứ nó sẽ rất là ok. Đây các bạn thấy nó hoa này chỉ độ 5 bữa nửa tháng nữa là nó nở lên rất là đẹp luôn. Đây chúng ta có thể nhìn cận cảnh cái cây này, chỉ độ 3-4 hôm nữa nó sẽ bung nở các bạn. Chúng ta trông thấy cái màu vàng này thì nó sẽ không thấy nó bẩn cái gốc. Cái đất này tí chúng ta rửa nó đi. Rửa nó đi thì nó sẽ rất là sạch đẹp. Trông cái bộ rễ này, những cái lá này có thể chúng ta nhổ bỏ đi cũng được, sau nó lên cái lá mới. Nó lên lá mới, những lá này nó lên mới thì nó sẽ rất là to và nó phát triển ra rất là đẹp các bạn. Đây chúng ta thấy có 3 cái hoa rồi, sau nó lên 2 cái cây này nó đang ra hoa nữa là 5 cái hoa. Thì một cái chậu này của chúng ta có 5 cái hoa lên là rất là đẹp luôn. Đấy. Như vậy là chúng ta nếu mà trồng thì chúng ta chỉ mất cái cây này nó độ 10.000, mấy cái chậu này độ 10.000 nữa. Cái giá thể mất độ 10.000, khoảng độ 3 đến 5 chục là chúng ta được một chậu lan ý rất là đẹp rồi. Để này chúng ta chơi cả năm luôn các bạn ạ. Sau khi lở hết hoa thì chúng ta ngắt hoa đi thì cái lá các thứ nó vẫn rất là xanh mướt. Xanh mướt đây, như nó này nó xanh đen luôn, các bạn thấy nó xanh đen này. Xanh đen luôn. Đấy. Các bạn nào mà lấy trồng hoặc là lấy ấy thì đây, như những cây này nó cũng rất to. Đây các bạn thấy lá nó rất to luôn. Rất to đẹp, gốc ơi. Đấy, gốc nó lên thế này mà thả xuống nó lên rất là đẹp luôn, những mầm nó lên tua tủa này nó đầy cái sức sống luôn. Đây các bạn.
bạn thấy nó già rất mầm, rất là nhiều. Rất là nhiều, hoa rất là đẹp luôn. Đây, các bạn thấy này, cây này cũng lên 3-4 cái hoa này. Đấy, hoa này, hoa bên này, thế này. Đấy, một cái cây này có 3 mầm, 3 cái thân lên cả, 3, không cây nào không lên mầm cả. Các bạn, vườn của mình hoa này nó lên rất tốt mà lá rất là xanh. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.